không đợi nữa, không được anh chín dậy nữa. Đấy mọi người vẫn ngủ này, vẫn ngủ này. Ngủ gặm cả háng à. Dậy. Dậy không? Chào mừng khai trương giảm giá 50%, bán app Free Fire, PUBG Mobile, Liên Quân và tất cả các loại game khác. Link shop mình xin để dưới phần mô tả nhé. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Phương Nói. Chào mừng mọi người đang quay trở lại video của mình. Mọi người ở đây hiện tại là đang rất là sáng rồi các bạn ạ. Hiện tại bây giờ đang là cái tầm sáng, mặt trời bắt đầu mọc đấy các bạn. Thì anh chị hôm qua có ngoại mình xí là bảo mình dậy muộn này nọ, lên tiêm là phải biết ý này nọ, con cái con lứa đấy. Thì nay là mình cũng được từ bài học từ hôm qua nên là nay mình rút kinh nghiệm, mình dậy từ rất sớm rồi các bạn. Đây là 6 giờ sáng mình dậy, mình ăn sáng về. Lúc mình dậy mình có gọi anh Chín là: anh Chín ơi, tí nữa em đi ăn sáng rồi, tí nay dậy anh lặt nốt cái bộ quần áo đi nha. Anh bảo ừ em cứ đi ăn đi, tí anh dậy giờ mà anh nằm một lúc thôi. Thế thì lúc mình đi ăn sáng về các bạn nhìn không? Đó, một điều đương nhiên là sẽ ngủ tiếp các bạn ạ. Sẽ không một thằng nào dậy được như thế luôn rồi các bạn. Chỉ có mình thôi, mình mới đẳng cấp hơn các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ bốc phốt anh Chín và tìm anh Toại các bạn xem cái sự bẩn thỉu từ cùng như thế nào. Mình dậy mình ăn sáng rồi mà trước một ai dậy. Hiện tại đây đang là 7 giờ rồi. Anh mình dậy lúc 6 giờ ăn uống các kiểu bây giờ đã là 7 giờ các bạn nhá. Mà vẫn chưa thấy ai dậy. À bình thường thế ở trên nhà quê á dậy sớm lắm, ra mà xuống quê sống bẩn thỉu. Đấy các bạn nhìn thấy gì ạ? Đấy. Đây là tư cổng ngoài của tiệm anh Toại các bạn nhá. Đấy biết này. Giấy rác này, đây là cái vỏ hàng của chị Diễm này, đây là vỏ bánh mì các kiểu này các bạn đấy. Tiền xong lại đuổi mình về quê, mình khổ lắm các bạn. Thế hôm qua em ngủ say, em thức ăn tiền nó thức em dậy, hôm nay em không thức nó dậy à? Không, em không thức nó dậy để em định ngủ muộn thêm tí nữa. Em sẽ chửi nó, bây giờ vẫn còn sớm hiểu không? Nó sẽ có ý để nó cãi lại, em biết tính này rồi. Nên là mình cứ phải đợi là muộn muộn tí nữa mình sẽ gọi nó dậy các bạn. Các bạn ạ, hiện tại giờ đang là 10:20, thấy chưa? Mình ngồi đây đợi anh Chín vài tiếng trước rồi các bạn, được vài tiếng rồi mình đợi muốn ngồi gọi là hở hết cả xương tít ra đây rồi, mình không đợi được nữa, không được anh Chín dậy nữa. Đấy mọi người vẫn ngủ này, vẫn ngủ, ngủ gặm cả háng à. Dậy. Dậy.
gì đây? Dậy không? Dậy à. Đau à. Dậy đi lên. Dậy là buồn ngủ. Dậy. Đau. Nhớ có dậy không? Thì chưa dậy. Nhớ nhưng mình đứng dậy nào. Thì chưa dậy. Dậy không? Sao em? Mất trà một tí nữa. Đứng dậy không? Tí nữa. Đứng lại không? Út cho quả. Lên đi bảo, lên bảo. Vậy thì mày. Anh quả, anh 6 giờ sáng anh lại vào cuối cùng. Anh lại 11 giờ anh đi dậy. Đi ra ngoài kìa. Út ra ngoài kìa. Đi ra ngoài kìa. Đi ra ngoài kìa. Đi ra ngoài kìa. Anh mà 6 giờ sáng dậy mà. Mấy giờ rồi, chưa 5 giờ sáng rồi, rất giận. Hả? 5 giờ sáng thì 10 giờ, 11 giờ rồi. Mặt trời đã mọc đâu? Mặt trời chưa mọc, nay không có mặt trời gì cả. Anh bốc phét, nó 5 giờ sáng rồi. Bốc phét cái gì, bốc phét. Anh bảo anh à, anh dậy cho con áo anh là chưa? Tí nó giặt, nó sáng không giặt. Tí nó giặt cái gì mà tí nó giặt? 15 giờ. Tí nó giặt cái gì mà tí nó giặt? 5 giờ sáng nó bắt đầu dậy mà tí nó giặt rồi. Anh bảo là anh dậy bây giờ, anh dậy bây giờ mà. Bây giờ như là mặt trời mọc kiểu rồi. Anh bảo là em nghĩ cứ đi ăn sáng đi, ra ngoài lắm à. Đâu? Ăn sắp đến ăn bữa trưa rồi mà chưa thấy được gọi. Tí nữa dậy. Dậy đi. Hôm qua nhá, anh gọi em lần 6 giờ sáng, dậy em phải dậy rồi. Đừng đau. Đau. À. Dậy không? Dậy rồi, dậy rồi. Anh đi em gọi anh về quê. Nó còn ngủ kìa, nó gọi của nó. Anh gọi anh về quê không? Nó gọi anh sườn nhéo em. Không gọi anh sườn nhéo lại. Anh sườn nhéo không muốn sườn nhéo gì hết. Nói lại đi. Tao nhìn dậy gì. Anh đi em gọi anh về quê không? Tuấn là một con gái đi kìa. Anh đi em gọi anh về quê không? Tao nhéo gì đây? Không về gì. Kìa con nó ngủ có không nít đây ta đang ngủ. Anh đi anh ngủ rồi mà quê không? Các bạn ngủ cũng gọi anh về quê không? Ok. À. Tao về quê luôn. Sao anh có thể ngủ với... với có lợn vừa ngó sơn được. Tao không chờ gì hết. Ok. Buông ra, các bạn lấy cái điện thoại. Giặt quần áo đi. Đi giặt cho họ. Không. Không. Thấy được hết tất cả bằng thấy chưa? Đấy, lại còn làm ép lợn kìa. Chán thật sự. Và video mình đến là kết thúc nha. Bye bye.